chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé, các bé yêu quý. Trâu là một loài vật giúp ích rất nhiều cho nhà nông. Những chú trâu đen bóng có chiếc sừng cong nhọn hoắt, khỏe mạnh giúp các bác nông dân cày ruộng, kéo nông sản rất đắc lực. Đã có bé nào quan sát được rằng ở cổ của các chú trâu đều có những vệt lông màu trắng không nhỉ? Để giải thích cho điều này, dân tộc Hà Nhì có một sự tích rất ly kỳ đấy. Bây giờ, cô Thanh Hường sẽ kể cho chúng mình nghe phần đầu của sự tích vết trắng dưới cổ trâu nhé. Cha lớ mồ côi cha mẹ từ ngày còn để tròm. Sống thui thủi trong một túp lều rách nát. Nhà nghèo, cha lớ phải làm quần quật quanh năm suốt tháng mà ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Một lần đi làm dẫy về, cha lớ thấy bọn con cái xú cả đang xúm lại thi nhau đá một con chó đen gầy còm. Đến khi con chó nằm rũ bên đường thì chúng cười thích chí bỏ đi trà lỡ động lòng mang về nhà con chó tội nghiệp được chàng chăm sóc như một người bạn thân thiết hết nhiều lần mặt trời mọc mặt trời lặn do được chăm sóc chu đáo con chó ngày một khỏe khoắn từ ngày có con chó làm bạn túp lều trà lớ vui hẳn lên trà lớ cảm thấy bớt cô quạnh lại một mùa nương nữa đến vào một ngày đẹp trời trà lớ đeo dao vác búa đi phát nương như mọi ngày chàng làm hùng hục từ sáng sớm đến chiều tối không để cho dao được nghỉ đến lúc ông mặt trời xuống núi chàng mới quay về lúc bước vào nhà chàng rất ngạc nhiên vì nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ lại có cả mâm cơm đậy điệm kỹ càng chàng đứng như chồng trước cửa nghĩ mãi không có ai một lúc sau chàng nhảy ra ngoài cửa gọi to. Hỡi người tốt bụng ơi! Tôi muốn được mời người tốt bụng ăn cơm với tôi. Cho tôi được nhìn biết mặt, được nói lời cảm ơn. Gọi gần, chẳng thấy ai đáp lại. Trà lớ lại gọi xa, cũng chỉ có tiếng núi rừng nhại giọng Chẳng thấy ai nhận lời. Buồn bã, chàng xẻ nửa mâm cơm cho chó rồi lặng lẽ ngồi ăn. Ngày hôm sau, cũng như hôm trước, trà lớ đi nương về, lại thấy cơm ngon canh ngọt bày sẵn, nhà cửa tươm tất gọn gàng. Chàng lại ra cửa gọi, nhưng cũng chẳng có ai đáp lại. Lòng dầu dầu, chàng xẻ cơm cho chó, rồi lại ngồi ăn một mình. Đêm ấy, chàng không tài nào ngủ được. Chàng nghĩ, phải rình để mắt được thấy rõ chuyện lạ thôi. Nghĩ vậy, sáng hôm sau, cha lớ giả vờ đeo dao, vác búa đi làm. Đến nửa đường, chàng quay trở về nhà, đứng rình. Một lúc sau, một người con gái môi đỏ như hoa đào mới hé, da trắng nõn như chuối rừng, không biết từ đâu ra. Trần trừ một lúc, cha lớ bước thẳng tới trước mặt người con gái, cô gái luống cuống định chạy trốn nhưng biết đã muộn đành đứng lặng chà lớ hỏi nàng là ai sao lại đến trước lều nhà tôi chải tóc hay nàng chính là người đã nấu cơm chiều hôm qua và chiều hôm kia tôi gọi nhiều lần sao nàng không về ăn cơm cùng tôi cô gái âu yếm nhìn chà lớ đáp đúng em nấu cơm đấy nhưng sợ chàng chê cơm sống canh nhạt nên không dám nhận lời mời đó thôi chàng đã cứu em cha mẹ em cho em đến đây đền ơn chàng mà không ưng chàng đừng mắng em xấu chàng đừng chê cha mẹ cho em đến ăn chung mâm ở cùng nhà với chàng rồi chà lớ lắc đầu quầy quậy không được đâu tôi xấu người lại nghèo trong nhà chỉ có một con chó làm sao nên vợ nên chồng cùng nàng được cô gái mỉm cười dịu dàng chàng không xấu chàng đẹp nhiều trong bụng bụng người nghèo biết thương người nghèo thương người bị kẻ ác đánh đập chàng cứu em sống lại em chính là con chó hàng ngày được chàng nuông chiều chăm sóc không tin Chàng ngó gầm giường xem. Trà Lỡ nghe người con gái đẹp nói vậy, mới sực nhớ là lúc mình bước vào nhà, không thấy con chó đến quấn quýt mừng rỡ như mọi ngày. Nửa tin nửa ngờ, chàng cứ nhìn gầm giường, không thấy con chó đâu nữa, mà chỉ có tấm da chó chút bỏ cạnh ở chỗ mọi ngày nó vẫn nằm. Lúc đó, Trà Lỡ mới tin hẳn. Từ đó hai người thành vợ thành chồng bếp lửa trà lớ không biết buồn nữa họ ngày ngày đi nương về như đôi chim câu cuộc sống hai người không có gì đẹp hơn họ sống với nhau như thế một mùa trăng đi qua hai mùa trăng đi qua một hôm vợ trà lớ bảo chồng mai chàng hãy đi chọn một chỗ đất để làm nhà nhà này bé quá ta phải làm to hơn rừng nhiều cây tốt nhiều gỗ muốn to bao nhiêu chàng cứ cắm cả chuồng gà chuồng lợn chuồng trâu nữa chỉ có một đêm là em sẽ làm được nên thôi chả lớ không tin là vợ sẽ làm được như lời vợ nói nhưng chàng không muốn làm khác ý để nàng buồn chàng lựa lời nói vui nghe nàng nói tài tôi lạ lắm nhà mình nghèo như lều nương đã bỏ ba năm gió tha hồ vào ra không vướng lấy đâu ra của chìm của nổi làm nhà vợ trà lớ nói như dao chém cây chàng không phải bận tâm rồi đâu sẽ vào đấy cả mà hôm sau trà lớ làm y như lời vợ dặn chàng lấy cây cắm quanh miếng đất rộng đầu bản có đủ cả nền nhà, nền chuồng gia súc. Tối hôm đó, trước lúc bếp lửa tắt đi ngủ, vợ trả lỡ dặn chồng. Đêm nay sẽ có mưa to gió lớn, nhưng chàng cứ nhắm mắt ngủ yên, đừng có sợ. Và nhớ đừng có mở mắt nhìn, kẻo mà hỏng việc. Trả lỡ tuy chưa hiểu tại sao lại phải kiêng như vậy nhưng cũng không dám hỏi kỹ hơn, chỉ im lặng gật đầu. Quả nhiên, quãng nửa đêm, sấm chớp nổi lên ầm ầm, mưa chút như đổ cả bầu trời, rồi tự nhiên im bặt. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, trà lỡ thấy mình đang ở trong một ngôi nhà cao rộng, có kẻ hầu người hạ đi lại nườm nượp. Quanh nhà, ngoài sân, trâu, ngựa, gà, lợn, hàng đàn. Cha lớn cứ tưởng mình nằm mơ, hai tay dụi mắt để nhìn cho kỹ. Vợ cha lớn thấy chồng có vẻ ngạc nhiên, mới nói hết mọi chuyện. Từ đấy nhà cửa cha lớn trở nên đẹp đẽ, giàu có nhất vùng. Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé, các bé yêu quý. Đêm nay chúng mình sẽ được nghe phần kết của sự tích vết trắng dưới cổ trâu. Chà lớ nghe theo lời vợ dặn và chàng đã có một cuộc sống sung túc. Thế nhưng cũng từ đó, sóng gió bắt đầu ập đến. Chà lớ và vợ của mình đã gặp những chuyện gì? Vết trắng ở dưới cổ của con trâu sẽ được giải thích ra sao nhỉ? Sau đây, chúng mình cùng nghe cô Thanh Hường kể phần kết câu chuyện nhé. Tin chà lớ có vợ đẹp, nhà to truyền khắp vùng, gần xa như những ngọn gió lành bọn xấu lúc đầu không tin, rủ nhau đến xem. Bụng cú cáo của chúng sinh lòng ghen và tìm cách làm hại, cướp đoạt. Mỗi khi thấy trà lớ, chúng lại nói lời ác, lời độc, nói qua nói lại để lọt vào tai chàng. Có thằng thì tìm lời nói ngon nói ngọt. Trà lớ à, người lấy vợ chó xấu lắm, giàu mà lấy vợ chó cũng bằng không thôi. Sao mày không đuổi quách vợ mày đi? Mày bỏ nó, tao sẽ gả con gái đẹp của tao cho mày làm vợ. Bằng lòng không trả lỡ. Người phải lấy người chứ. Nghe một lần, trên đường về, mặt trả lỡ thật kém vui. Nghe hai lần, trả lỡ thấy bọn xấu nói có lý. Người lấy chó không nên rồi. Trả lỡ vừa buồn vừa bực. Có ngày, Chàng trở về buồn như nhà có tang. Thấy vậy, vợ chàng lựa lời nói. trà lỡ à, sao con mắt chàng hôm nay đỏ, không biết cười. Chàng có điều gì buồn rồi, giấu em không nói ra. Chàng buồn ít, em buồn nhiều đấy. trà lỡ vẫn lặng thinh, lại hết nhiều ngày, nhiều đêm. Hôm nào bọn xú cà cũng tìm cách gặp chà lỡ để nói câu ác như nước mài đá dần dần lòng trà lớ đổi thay trước kia chàng thương vợ là thế chiều vợ là thế giờ đi đâu về nhìn thấy vợ là con mắt chàng hằn học khó chịu thấy chồng thay đổi tính nết vợ trà lớ vẫn kiên trì khuyên nhủ chồng đừng nghe lời cú cáo trà lớ không những không nghe mà còn trợn mắt quát mắng đánh đập xỉ vả nàng. Bụng trà lớ như cái hang tối rồi, một vài tia nắng không làm sáng được. Một lần, bọn xấu cho trà lớ uống rượu say rồi mới nói thật nhiều câu xấu độc. Không chịu được, trà lớ chạy về mắng vợ. Bụng tao, giờ không ưa lấy mày nữa. Mày đi khỏi nhà này cho khuất mắt tao ngay. Vợ trà lớ rụng rời, đau đớn. Nàng giàu dĩ nói với trà lớ. Chả lỡ nghe lời ác của bọn xấu Bụng chúng không biết đâu là trắng Đâu là đen nữa rồi Bụng chúng nó giấu nhiều dao găm đấy Miệng chúng nó là miệng cú cáo Không nên nghe đâu Nghe chúng nó Cây đang thẳng thành cong đấy Chả lỡ à Mặc vợ nói thế nào Chả lỡ vẫn một mực không nghe Vợ chả lỡ đành phải thở dài Gạt nước mắt bảo chồng Chả lỡ à Chàng nghèo khổ nhiều rồi Lúc đầu em thấy chàng tốt bụng Em muốn giúp chàng đỡ khổ Nay bụng chàng Đã bị lời ma bọn xấu bắt chàng Sớm muộn Vội bội bạc quên ơn Đành mặc chàng thôi Em nói chàng biết Nay mai bỏ em Chàng sẽ không được như vậy nữa Lúc đó chàng có hối hận cũng không kịp đâu chả lớ như người đi rừng lạc, càng đi càng không thấy lối ra. Miệng tao nói điều tao muốn, đừng chần chừ nữa, mày đi đi. Vợ chả lớ vẫn khẩn khoản. Chẳng nghe em. Nghĩ lại đi, đừng suy nghĩ điều trái ác nữa. Rồi sẽ hối hận không kịp đây. Chả lớ lấy tay đẩy cô gái ra khỏi nhà, quát lớn. Đừng nói nhiều như con ve kêu nữa. Chân mày mau bước ra khỏi cái nhà không chịu được, nàng cầm một chén nước đổ vào cối giã gạo. đột nhiên một cột nước vụt lên cao, căn nhà nghiêng ngả, răng rắc. chẳng mấy chốc cả khu nhà biến thành một cái ao sâu. người con gái đứng giữa ao, miệng làm nhảm, tay vẫy vẫy. bỗng bao nhiêu kẻ hầu người hạ chạy xuống ao biến mất rồi cả bò ngựa gà lợn cũng biến theo chả lớ hoảng sợ cuống cuồng cứ chạy ra chạy vào mà không biết phải làm gì bỗng sực nhớ ra chàng giật chiếc khăn trắng trên đầu chạy theo buộc cổ con trâu sau cùng kéo lại trong loáng mắt cả cô gái và ngôi nhà không còn nữa ngoài con trâu gầy chàng kéo lại chả lớ khóc vật vã như người vợ đẹp và của cải giàu có, mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Bọn xấu kéo nhau tới cười cợt mỉa mai. Bụng trả lớ cay hơn sát ớt, chẳng buồn bã bỏ ăn nhiều ngày, rồi chết và biến thành con thạch sùng. Ngày nay, thạch sùng hay tắc lưỡi bởi chính nó tiếc người vợ đẹp và tài sản đã mất vì chót nghe lời bọn xấu và ta thấy dưới cổ trâu có một vết trắng. Đó chính là chiếc khăn mà cha lớ dùng để giữ trâu. Lâu ngày, nó dính liền vào da đấy các em ạ. À. Các bé yêu quý, có bao giờ chúng mình thắc mắc tại sao những chú kiến bé xíu như vậy khi ra ngoài kiếm mồi ở khoảng cách rất xa mà vẫn nhớ đường về tổ không nhỉ? Trong chuyện cổ tích chúng ta nghe sau đây giải thích rằng Trên đường đi kiếm ăn, đi tới đâu kiến cũng để lại dấu vết mùi vị đặc trưng để nhận biết đấy các bé ạ. À. Thế nhưng có chú kiến họ không may bị một trận gió lớn thổi bay mất mùi vị nhận đường khi đi kiếm ăn và chú ấy đã bị lạc đấy. Không biết chú kiến nhỏ sẽ ra sao khi lạc bầy như vậy nhỉ? Mời các bé cùng nghe chuyện cổ tích kiến trả ơn qua giọng kể của cô Quỳnh Hương để tìm ra đáp án nhé. Có một chú kiến đang trên đường đi tìm thức ăn. Đi tới đâu, nó đều để lại dấu vết, mùi vị đặc thù riêng của mình để có thể dễ dàng tìm đường về nhà. Thế nhưng chẳng ngờ đâu, có một cơn gió mạnh thổi đến. Mọi dấu vết lẫn mùi vị đều bay đi hết. Kiến tìm được môi rồi nhưng lại không sao tìm được đường để trở về nhà. Vậy là kiến bé đã bị lạc đường. Giờ đây, kiến chỉ còn biết dựa vào trí nhớ lơ mờ và phong cảnh xung quanh để từng bước lần về nhà. Miếng mồi tìm được vẫn cõng trên lưng, kiến đi lại vòng quanh, tìm đường mệt đến đứt cả hơi. Kiến đi, đi loanh quanh loanh quanh mãi, thì đến bờ một cái ao rộng. Vì đã phải mang vác nặng lại đi rõ nhiều, kiến mệt quá. Kiến định bụng dừng lại, uống một hớp nước, nghỉ một chút cho lại sức. Nào ngờ, hòn đá bên bờ ao trơn quá. Sơ ý, kiến bị ngã nhau xuống nước. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi vơi. Kiến không biết bơi, nó bị ngụp nước. Nó bị ngạt thở, kiến vung vẫy và kêu âm ĩ. Nguy hiểm quá, ai sẽ cứu kiến bây giờ? Các bé thử đoán xem. Thật may sao, có một chú chim bồ câu làm tổ bên một cây to bên cạnh bờ ao. Chim bồ câu nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của kiến, bèn thò đầu ra xem. Ôi, tội nghiệp chú kiến bé nhỏ bị rơi xuống nước. Bồ câu muốn lao ra cứu kiến quá, nhưng kiến thì bé thế, mặt nước lại động. Chim bồ câu không thể nào tha kiến lên được. Làm thế nào bây giờ? Trong lúc bối rối, bồ câu chợt nghĩ ra một cách nó hái một cái lá, ném xuống nước và nó hét to lên. Nhanh lên, nhanh lên, trèo lên chiếc lá đi kiến ơi. Kiến vùng vẫy, rồi bám chặt được vào chiếc lá và bò lên. Chiếc lá to, rộng như một cái thuyền. Đối với kiến, thật không còn gì may mắn cho bằng. Nhờ vậy mà kiến thoát được hiểm nguy. Kiến vừa thở hồn hển xúc động nói với bồ câu. Anh bồ câu ơi, rất cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Ơn ừ này tôi xin nhớ, có dịp tôi xin báo đáp." Bồ Câu cười hiền lành đáp lại, "Có gì đâu mà phải cảm ơn, có điều lần sau phải thật cẩn thận đấy nhé." Mấy hôm sau, vào một buổi trưa, Kiến có việc đi qua bờ ao, nó nhìn thấy Bồ Câu đang ngủ say trên cây. Kiến muốn cất lời chào Bồ Câu, nhưng thấy Bồ Câu vẫn đang ngủ mê mệt nên không nỡ quấy rầy giấc ngủ trưa. Kiến bèn nhẹ nhẹ tiếp tục bước đi. Nhưng đúng lúc đó, Kiến nghe thấy tiếng có tiếng bước chân chạy rầm rập, rầm rập trên mặt đất. Âm thanh này lạ quá. Ở trong rừng, sao lại có tiếng bước chân người nhỉ? Các bé thử đoán xem là ai nào. Đó là một người thợ săn. Ông ta xuất hiện. Trên lưng đeo cung tên, hăm hở bước đi. Người thợ săn, xăm soi, nhìn khắp bụi cây ngọn cỏ, tìm xem có con mồi nào không. Đúng lúc đó, ông ta phát hiện chim bồ câu đang đậu trên cây. Người thợ săn mừng lắm, mặt mũi hớn hở, vội nhẹ nhàng hạ cung xuống, lắp tên, rồi khe khẽ dương cung lên, nhắm thẳng vào chim, quyết bắn cho chúng. Tài họa rồi, bồ câu đang gặp nguy hiểm. Dù ta có hét to đến mấy, bồ câu cũng không nghe thấy, mà cũng không đủ thời gian để bò đến chỗ bồ câu gọi nữa không kịp nữa rồi làm sao đây kiến nhủ thầm các bé ạ à, kiến sẽ làm thế nào để có thể cứu ân nhân của mình đây các bé có biết không trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó may sao kiến phát hiện ra mình đang ở gần ngay cạnh bàn chân trần của người thợ săn nó liền không do dự lao vào cắn tới tấp lên ngón chân cái của người thợ săn người thợ săn sắp sửa bật dây cung bỗng thấy chân đau nhói, vội vàng co chân lên, thế là mũi tên phóng đi cắm phập vào cành cây ngay bên cạnh chỗ Bồ Câu đang ngủ say. Bồ Câu giật mình tỉnh dậy. Lúc này kiến mới kêu toáng lên. "Bồ Câu ơi, mau bay đi, có nguy hiểm, thợ săn đang tìm cách bắn chết Bồ Câu đấy." Bồ Câu sợ quá, toát mồ hôi lạnh, hốt hoảng bay vút lên. Nhưng chợt nghĩ, nếu kiến ở lại sẽ bị người thợ săn hãm hại. Ngay lập tức nó bay vòng trở lại Khi bồ câu tận mắt nhìn thấy kiến chạy thoát Nó mới yên tâm bay vút lên trời Bay khỏi vùng nguy hiểm Nhưng bồ câu vẫn lo cho kiến Cậu bay được một đoạn ngắn Cố ý để người thợ săn nhìn thấy Ông ta quyết đuổi theo chim Nhưng cứ hệ đến gần Chim lại cất cánh bay đi Một đoạn lại đậu xuống Cứ thế người thợ đi săn đuổi theo chim cách rất xa rất xa chỗ kiến ẩn nấp cuối cùng khi thấy bạn mình đã ở trong vòng an toàn bồ câu liền lao đi thật nhanh cao xa mất hút giữa rừng cây sau khi người thợ săn đã đi xa bồ câu mới quay trở lại chú cảm động nói kiến ơi rất cảm ơn bạn hôm nay nếu không có bạn tôi đã thành món bồ câu rán rồi kiến đáp lời Tôi cũng rất vui. Hôm nay cũng chính là dịp để tôi được báo đáp ơn cứu mạng mà chim đã hết lòng vì tôi. Từ nay chúng ta mãi mãi là bạn thân thiết nhé. Cô Vân Khánh xin chào các cô bé, cậu bé yêu quý. Chúng mình lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện hát du tối nay. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các bé. Tối nay, các bé muốn cô gửi đến các bé câu chuyện gì nào? Bật mí với các bé nhé. Đây là câu chuyện cổ Andersen kể về chàng hoàng tử và nàng công chúa mới kết hôn, họ muốn tìm một lá bùa hạnh phúc để bảo vệ cuộc sống cho họ. Liệu chàng hoàng tử và nàng công chúa có tìm thấy lá bùa hạnh phúc hay không? Các bé cùng nghe câu chuyện lá bùa qua giọng kể của cô Kim Ngọc nhé. Các bé có biết không, có một hoàng tử và một công chúa đang trong tuần trăng mật. Họ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc chỉ mỗi một ý nghĩ làm phiền họ, đó là Chúng ta có luôn luôn hạnh phúc như bây giờ không? Và thế là họ muốn tìm một lá bùa có thể bảo vệ họ, chống lại mọi điều. Họ thường nghe nói về một thầy phù thủy sống trong rừng, được mọi người trọng vọng vì sự thông thái. Ông ta biết cách cho những lời khuyên trí lý nhất với từng sự khó khăn và nỗi đau khổ. Hoàng tử và công chúa tới chỗ ông kể cho ông nghe điều mà họ đang thắc mắc. Nghe xong, phù thủy đáp: "Hãy đi khắp nơi trên thế gian này, khi các người gặp một cặp vợ chồng thực sự sung sướng, hãy hỏi xin họ một mảnh áo, khi có mảnh áo đó, hãy luôn luôn đem theo bên mình. Đó chính là một lá bùa hiệu nghiệm." Hoàng tử và công chúa lên yên ngựa và chẳng bao lâu, họ nghe nói về một nhà quý tộc cùng vợ sống rất hạnh phúc. Hoàng tử và công chúa tới lâu đài hỏi trực tiếp cặp vợ chồng nhà quý tộc nọ xem họ có cực kỳ hạnh phúc như là tiếng đồn không. Tất nhiên, cặp vợ chồng quý tộc đáp trừ một điều là chúng tôi chưa có con. Vậy thì ở đây không tìm được bùa Hoàng tử cùng công chúa lại phải tiếp tục hành trình để tìm kiếm cặp vợ chồng hạnh phúc hoàn hảo nhất họ tới một thành phố kia nghe nói có một thị dân lương thiện sống cùng với vợ rất hòa hợp sung sướng họ cũng tới chỗ hai vợ chồng thị dân và cũng hỏi xem vợ chồng ông có thực sự hạnh phúc trong hôn nhân như mọi người đồn không ồ đúng như vậy người chồng đáp vợ chồng tôi sống với nhau thật tuyệt vời nếu như chúng tôi không đông con đến thế Ừ, chúng gây cho chúng tôi biết bao phiền muộn và lo lắng. Như vậy, bùa cũng không tìm thấy ở chỗ thị dân. Hoàng tử và công chúa rong ruổi khắp đất nước, đi đâu cũng hỏi thăm về những cặp vợ chồng sung sướng, nhưng không tìm thấy cặp nào cả. Đến một hôm, khi rủi ngựa qua những cánh đồng lúa và đồng cỏ, họ để ý thấy một người chân cừu đang thổi sáo rất vui vẻ. Đồng thời, họ trông thấy một người đàn bà đi đến chỗ anh ta một tay bồng con bé tay kia dắt thằng lớn ngay khi thấy chị anh liền chạy tới anh hớn hở đón chị và ẵm lấy đứa bé mà hôn mà âu yếm con chó của người trang cừu đi tới chỗ thằng bé con liếm bàn tay nhỏ xinh của nó rồi sủa và nhảy tưng tưng vì vui thích trong khi đó người vợ đặt cái nồi mang theo xuống rồi bảo bố nó ơi hãy ăn đi nào người đàn ông ngồi xuống và xới thức ăn đĩa đầu tiên cho đứa bé rồi anh chia đĩa thứ hai cho thằng con lớn và cả con chó nữa tất cả những điều này hoàng tử và công chúa tai nghe mắt thấy họ tới gần hơn trò chuyện với vợ chồng người chăn kiều và nói này anh chị Chúng tôi muốn hỏi, anh chị có thực sự là một cặp vợ chồng hạnh phúc và sung sướng không? Có chứ, chúng tôi rất hạnh phúc. Như anh chị thấy đấy." Người chân kiều đáp. "Xin tạ ơn Chúa, không hoàng tử hay là công chúa nào hạnh phúc hơn chúng tôi đâu." "Này này, hoàng tử bảo, hãy cho chúng tôi một đặc ân, anh chị sẽ không phải hối tiếc đâu." cho chúng tôi một miếng áo nhỏ của anh thấy hoàng tử yêu cầu vậy vợ chồng người chăn cừu nhìn nhau kinh ngạc cuối cùng người chăn cừu bảo thề có trời đất nếu chúng tôi có một chiếc áo thì chúng tôi cho anh cả cái chứ không phải một màu bé đâu nhưng khốn thay chúng tôi không có lấy một mảnh vải thế là hoàng tử và công chúa tiếp tục cuộc hành trình mà chẳng được gì cả. Cuối cùng, họ trở nên mệt mỏi vì chuyến lang thang dài và vô hiệu. Khi họ trở về nhà, tới lều của thầy phù thủy, họ trách ông ta vì đã cho họ lời khuyên dở như thế. Thầy phù thủy nghe họ kể hết về chuyến đi dài, ông ta mỉm cười bảo: "Có thực chuyến đi của các ngươi vô ích không? Chẳng phải các ngươi về nhà với đầy kinh nghiệm đó sao hoàng tử nói ồ phải ta cũng đã hiểu được rằng sự mãn nguyện là hiếm hoi ở thế gian này công chúa nói còn ta cũng hiểu được rằng muốn được mãn nguyện thì không gì hơn là biết bằng lòng với những gì mình có rồi hoàng tử chìa tay cho công chúa họ đắm đuối nhìn nhau âu yếm thầy phù thủy chúc phúc họ và bảo ta tin trong trái tim các người các người đã tìm thấy bùa hộ mệnh đích thực giữ lấy nó cẩn thận thì chẳng bao giờ nỗi bất hạnh chiếm được tâm hồn hãy luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau có như vậy thì hạnh phúc và nụ cười sẽ luôn ở bên các người đấy Các bé biết không, cuối cùng chàng hoàng tử và nàng công chúa không thể tìm được lá bùa nào. Họ nhận ra rằng trên đời này không có gì là hoàn hảo, chỉ có niềm tin vào chính mình, tự mình tạo ra niềm vui và hạnh phúc là giá trị vững bền nhất đấy, các bé ạ. À. Câu chuyện cổ Andersen tiếp theo cô Vân Khánh muốn gửi đến các bé, kể về những món đồ chơi ngộ nghĩnh, trong đó có một chú lợn đất rất ngoan các bé có muốn nghe câu chuyện về chú lợn đất không? cùng nghe cô kim ngọc kể cho chúng mình nghe câu chuyện ống tiền hình con lợn các bé nha các bạn ạ à, trong phòng bọn trẻ có biết bao nhiêu là món đồ chơi trên nóc tủ đặt một ống đựng tiền bằng đất nung hình con lợn có một cái khe trên lưng để đặt tiền xu còn lợn đất được nhét đầy tiền đến nỗi không thể lắc kêu được nữa lợn ở trên nóc tủ nhìn xuống mọi thứ trong phòng lợn ta hiểu rằng với thứ nó có trong bụng nó có thể mua tất tẩn tật các món đồ vật kia đó là điều mà chúng ta gọi là tự tin các món đồ chơi khác cũng nghĩ thế dù chúng không nói thành lời chiếc tủ có một ngăn để ngỏ trong ngăn kéo có một con búp bê to hơi cũ và có đinh tán ở cổ. Cô nàng hé mắt nhìn và nói. Này, chúng ta hãy chơi trò vợ chồng nhé. Trò đó khá vui đấy. Thế là loạn xạ cửa lên, những bức tranh vội vã úp mặt vào tường vì quá phấn khích. Chứ không phải vì chúng cố tình hay tỏ ý không muốn tham gia trò chơi. Trò chơi bắt đầu. Mọi người đều được mời, kể cả chiếc xe nôi thuộc loại đồ chơi thô kịch hơn. Chỉ mỗi lợn đất nhận được giấy mời viết tay vì mọi người sợ nó ở nơi cao quá, không nghe được nếu mời miệng. Và lại, nó cũng không trả lời xem có tham gia hay không. Thực ra thì nó không tham gia. Nếu nó muốn dự, chắc hẳn dự tại chỗ thôi. Các món đồ chơi cũng đoán trước và thu xếp cho nó. Sân khấu múa dối được sắp vừa tầm để lợn có thể xem được. Tiết mục đầu tiên là một vở kịch. Tiếp theo là mục uống trà và tranh luận. Nhưng chúng bắt đầu ngay vào mục thứ hai. Ngựa bập bênh nói về huấn luyện ngựa và dòng dõi ngựa nòi. Xe nôi thì nói về đường dây và đầu máy hơi nước. Các bé thấy không? Mỗi món đồ chơi đều có chủ đề riêng để nói. Đồng hồ thì bàn về chính trị bằng những tiếng tích tắc. Nó hiểu thời gian là gì. Dù mọi người bảo rằng đồng hồ không bao giờ chỉ đúng giờ cả. Một chiếc can đứng lên và nghênh ngang khoe về những phần bịt sắt và tay nắm bằng bạc. Y được bịt sắt cả đầu lẫn chân. Trên ghế bành là hai chiếc đệm thêu xinh xắn nhưng đần độn. Và giờ vở kịch có thể mở màn. Tất cả đồ chơi ngồi xem và được yêu cầu phải vỗ tay để tỏ ra tán thưởng. Tuy nhiên, chiếc roi ngựa nói rằng không bao giờ y vỗ lách cách cho người già mà chỉ vỗ vào mông những bạn nhỏ không nghe lời thôi mọi món đồ chơi đều nghĩ như vậy khi xem kịch vở kịch không hay mấy nhưng diễn xuất khá tất cả diễn viên đều phô phía có sơn màu ra khán giả chúng chỉ muốn người ta nhìn thấy phía ấy thôi còn phía sau lưng thì giấu biến ai diễn cũng tài dù đôi khi chúng tiến ra hơi quá do những dây buộc rối quá dài. Con búp bê có đinh tán ở cổ xúc động đến nỗi, long cả đinh ra. Con lợn đất cũng xúc động theo kiểu riêng của nó. Các món đồ chơi thực sự thích thú vở kịch, đến nỗi chúng quên bẵng mất chuyện uống trà và bước vào phần tranh luận luôn. Mỗi món đồ chơi tự nghĩ về bản thân mình và về những gì lợn đất có thể đang nghĩ đến. Lợn đất thì nghĩ xa xôi hơn cả vì nó đang nghĩ đến di chúc. Khi nào điều đó xảy ra nhỉ? Chuyện ấy thường xảy ra sớm hơn mong đợi. Choang! Con lợn đất ngã lộn từ nóc tủ xuống. Mảnh to mảnh nhỏ lăn lóc trên sàn, trong khi những đồng tiền nhảy múa lung tung. Đồng bé nhất xoay tròn, đồng to thì lăn. Một trong hai đồng, cron vốn khao khát được nhìn thấy thế giới. Và thế là chúng đi chu du. Tất cả bọn chúng, trong khi những mảnh vỡ của con lợn đất kiếm nẻo vào thùng rác. Ngày hôm sau, trên nóc tủ lại có một con lợn đất mới. Tuy chưa có xu nào, nhưng nó tin rằng rồi đây nó sẽ có những đồng xu mới tinh từ bàn tay nhỏ bé của cô cậu chủ các bé ạ. À. Chị Dương Hà thân ái chào các bé. Các bé yêu quý, trong phần kể chuyện hôm nay, chị mời các bé nghe chuyện cổ tích người đánh xe ngựa qua giọng kể của nghệ sĩ Bích Ngọc. Câu chuyện đưa các bé đến với thế giới của những người lùn đầy áp tiếng cười và niềm vui. Cuộc sống của họ khá là huyền bí, không giống như cuộc sống hiện tại của chúng mình. Nhưng chị tin rằng các bé sẽ tìm thấy nhiều điều lý thú và bổ ích từ các chú lùn vui tính này đấy. Bây giờ, chúng mình hãy ngồi ngoan trong vòng tay của cha mẹ để thưởng thức câu chuyện cổ tích này nhé. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi Có lẽ phải cách đây đến 150 năm Hoặc hai 300 năm Ngày ấy có một bác xà ích Chở một xe đầy các thùng rượu vang Từ Tyrol về Salzburg Để bán trong thành phố Highland Nhưng khi xe đến Hamburg Một ngôi làng dưới chân núi Antetek Thì ngựa bỗng dừng lại Một người lùn đứng ngay giữa đường Chặn xe của bác và cất tiếng hỏi Này bác, bác chở gì trong xe đấy? Rượu vang. Tôi chở rượu đến bán ở hai lần. À, <laughs> tốt rồi, tốt rồi. Người lưu nói, y bác hãy theo tôi nhé. Tôi mua chữ rượu này của bác và trả bác bằng tiền mặt hẳn hơi. Bác còn nhận được nhiều hơn cả số tiền bán được ở hai lần nữa kia. Ồ, oh, không được, không được đâu. Bác đánh xe kiên quyết từ chối. Tôi phải mang rượu đến cho người đã đặt hàng, không thể làm khác được. Nói xong, bác vung roi lên, định thúc ngựa đi tiếp. Nhưng người lùn nắm chặt dây cương, quát nạt bác đầy tức tối. mày <laughs> bác kia, nếu bác không chịu nghe lời tôi, bác cũng đừng hòng đến được thành hai lần. Tôi sẽ làm cho bác bị lạc đường, không ai cứu nổi bác nữa đâu. Nghe nói thế, bác xà ích, bỗng chuột dạ bác đã được nghe quá nhiều chuyện lạ lùng và rùng rợn ở vùng núi ma quái này người lùn kia rõ ràng là cư dân của dãy núi ân bét bác cũng chẳng biết làm cách nào để trốn thoát khỏi nơi đây chỉ sợ còn nhiều chuyện bất chắc sẽ xảy ra với bác còn chuyện người lùn hứa mua rượu của bác với giá hời thì bác chẳng tin nhưng thôi cứ thử xem bác nghĩ đằng nào cũng không thoát nổi hắn mà Suy nghĩ hồi lâu, bác gật đầu đồng ý bán rượu cho người lùn. Người lùn trông phấn chấn ra mặt. Phát một cái, anh ta đã ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh bác và cho xe chạy băng băng. Khi đến gần chân núi, bác bỗng thấy buồn ngủ, mắt cứ xíu lại không sao cưỡng được. Và thế là bác đã thiếp đi. Khi bác mở mắt ra, thì xe ngựa của bác đã chạy tới gần một tòa lưu đài nguy nga tráng lệ dựng trên một trái núi sườn dựng đứng, tường lâu đài toàn bằng đá cẩm thạch màu trắng và màu hồng, các cửa sổ thì toàn bằng pha lê và phía trên cao là một tòa tháp có mái bằng đồng lừng lững nhô lên bầu trời. xung quanh lâu đài những cư dân xứ lùn đã đào một cái hào rất rộng và sâu, rồi lại còn xây dọc đường hào cả một bức tường kiên cố chạy quanh tà lâu đài, khiến bất kỳ ai muốn xâm nhập nơi này đều phải lắc đầu quay lưng lại. Muốn vào được phía trong, người ta phải vượt qua 7 chiếc cầu, 7 cái cổng và 7 tấm cửa sắt rất nặng được thả từ trên xuống. Bác xả ích lấy làm lạ vì xe ngựa của bác vẫn cứ chạy bon bon qua tất cả các chướng ngại rồi tiến thẳng vào trong sân tòa lâu đài. Vào tới đây, bác nhìn lên phía trên các bức tường, thấy lố nhố những gương mặt đang tò mò nhìn xuống. Không có vẻ gì là ác ý hình như bọn họ hoan hỉ khi thấy cỗ xe ngựa của bác vào tới sân một lúc sau những người lùn từ trong tòa nhà ấy chạy ùa ra cả sân họ ăn mặc rất lạ kẻ thì mặc váy áo màu sặc sỡ người thì như đóng khố nửa vời tất cả nhốn nháo vây quanh cỗ xe nói những gì mà bác chẳng làm sao hiểu được các bé biết không bác nghĩ là chẳng lẽ họ định ăn thịt mình Bác chột xạ dạ và bỗng cảm thấy buồn rùn cả hai tay chân. Giữa đám người lùn chen lấn nhau xem xe và xem bác đầy vẻ hiếu kỳ. Bác nhìn thấy một ông lão lùn béo bụng, dâu dài tới tận rốn và tóc trắng như cước xõa xuống hai vai. Người này có vẻ thản nhiên, bước đi oai vệ, gạt những người khác sang hai bên rồi đến sát cỗ xe, đưa mắt nhìn các thùng rượu có vẻ rất am hiểu rồi ông ta gật gật đầu tán thưởng. Bác đoán chắc ông ta cai quản các hầm rượu và có lẽ cũng là người quản gia vì thấy ông đeo một chùm chìa khóa và một cái túi lớn. Ông lão lùn nói với bác. À, <laughs> xin chào mừng anh bạn. Xin đừng sợ, đừng sợ. Chúng tôi sẽ thết đại anh tử tế. Anh sẽ tha hồ được ăn uống no say nghe giọng nói thân mật của ông lão lùn bác sợ ích thấy an tâm được đôi chút nhưng hai đầu gối bác vẫn cứ run bần bật bác chẳng biết số phận mình sẽ ra sao và theo dấu hiệu của ông lão những người lùn chạy vội tới cỗ xe tháo ngựa ra và dắt ngựa vào chuồng những người lùn khác vây quanh bác đánh xe rồi dẫn bác vào một căn phòng sang trọng trong tầng trệt của tòa lâu đài họ mời bác ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn sạch sẽ rồi mọi người chạy đi chạy lại tấp nập mang đến bày lên bàn đủ thứ kẻ mang tới bộ dao bạc người cái đĩa cái thìa rồi chẳng mấy chốc chiếc bàn đã đầy ắp đồ ăn và thức uống toàn là những thứ của ngon vật lạ chưa bao giờ trong đời mình bác đánh xe được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn đến như thế bác ăn rất ngon miệng nhưng người lùn thật là ân cần, họ đua nhau tiếp đãi bác. Sau bữa ăn, bác đang định ngả người nghỉ ngơi đôi chút, thì họ lại ân cần xin mời bác đứng lên, theo họ tham quan lâu đài và của cải của họ. Đúng là những người lùn đã coi bác như một vị thượng khách. Họ theo bác bước qua 35 bậc thang dát vàng, rồi tiến vào một phòng rộng lớn và lộng lẫy, trên tường treo đầy những bức tranh thêu và thảm dệt rất công phu lung linh đủ mớ sắc màu ánh sáng mặt trời chiếu qua các ô cửa lớn không lắp kính làm cho căn phòng càng thêm phần lụng lẫy từ đây họ cùng nhau bước sang một gian phòng thứ hai so với gian phòng trước còn tráng lệ hơn nhiều các bé ạ điều đặc biệt nhất trong gian phòng này là bốn kho tượng khổng lồ được đúc bằng những kim loại quý mỗi pho tượng đều cầm trong tay một đầu dây xích bằng vàng. Và phía sau họ là một pho tượng nhỏ, đầu đội vương miện, chắc hẳn là vua của những người lùn. Người này cầm trong tay cả bốn đầu dây xích còn lại của bốn pho tượng người khổng lồ. Bác xà ích lấy làm lạ, nhìn mãi các pho tượng. Một người lùn hỏi bác, À, bác có biết ý nghĩa của các pho tượng này hay không? Bác lắc đầu, nhưng người lùn không giải thích có lẽ những người lùn rất tự hào về đức vua của họ họ cho rằng tất cả các vị chúa tể của bốn phương trời đều phải phụ thuộc vào đức vua của người lùn có thể như vậy lắm chứ khi đi tiếp bác thấy trong gian phòng có vô số vũ khí gươm giáo súng thần công và nhiều loại vũ khí khác lạ có điều đặc biệt là tất cả các vũ khí ấy đều rất đẹp hoặc nạm vàng hoặc được gắn những viên ngọc quý. Dọc theo các bức tường có nhiều chiếc bàn bằng đá quý hoặc kim loại quý kê nối tiếp nhau. Tất cả đều được trang điểm bằng vàng và ngọc lấp lánh đủ màu sắc. Sau đó, theo chân những người lùn, bác bước sang gian phòng thứ ba. Phòng này cũng tráng lệ không thua kém phòng trước. Ở đây, những người lùn cất giữ những sản phẩm đúc và rèn vô cùng tinh xảo của họ mọi đồ vật đều được chế tác từ kim loại quý, hoa văn phong phú và nạm ngọc hoặc kim cương. Tại đây, một trong số những người lùn thắp tùng bác ngồi xuống cạnh một chiếc bàn sang trọng. Anh ta mời bác ngồi rồi lấy ra một túi tiền vàng, đếm đủ 180 túi nhỏ, mỗi túi 10 quan trao cho bác. Đây nhé, chúng tôi trả bác tiền mua rượu như đã hứa. Anh ta nói, với số tiền này, bác có thể kiếm những loại rượu ngon nhất và suốt đời buôn bán rượu, vạn sự sẽ như ý. Nhưng bác nhớ kỹ đấy, chừng nào bác còn sống, bác không được phép nói với bất kỳ ai về những gì bác đã nghe và thấy ở xứ sở của chúng tôi nhé. Sau đó, những người lùn dẫn bác ra tới sân lâu đài. Tại đây, ngựa đã được thắng vào xe, hàng hóa đã được chuyên chở hết nhìn thấy một con ngựa bị mù một người lùn bèn lấy một viên đá màu hồng và xanh lục xoa xoa lên phía trên mắt ngựa ngay tức khắc con ngựa đã khỏi bệnh và nhìn được như thường anh ta tặng bác luôn viên đá quý khuyên bác hãy dùng để cứu giúp những con ngựa mù khác ở trần gian rồi những người lùn chia tay bác chúc bác lên đường bình an bác cảm ơn những người lùn đã đón tiếp bác thân thiện và trả tiền bác rất hậu và các bé ạ, nhờ có số tiền đó, bác trở thành người kinh doanh rượu có tiếng. Gia đình bác sống sung túc và hạnh phúc. Có một điều lạ là cái khoản 180 cái túi nhỏ, mỗi túi 10 quan tiền của bác không bao giờ tăng lên, nhưng cũng không bao giờ thiếu hụt đi, mặc dù suốt cuộc đời bác luôn luôn giúp đỡ những người nghèo. Chúa nghiệp rất vui được gặp lại những bạn nhỏ yêu mến chương trình kể chuyện và hát du chúa nghiệp đồ các bé một điều nhé có bé nào biết con bù nhìn dơm hình dáng như thế nào làm bằng gì và có tác dụng gì không chắc hẳn nhiều bé nhất là những bé ở thành phố chưa biết con bù nhìn dơm là gì rồi bù nhìn chính là người già làm bằng dơm đội nón đôi khi còn buộc thêm mấy cái ống bơ để phát ra tiếng động nhằm đuổi chim bảo vệ mùa màng trong chương trình hôm nay chú vĩnh sương sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện cổ tích thế giới lão bù nhìn đuổi chim ngày xưa, ngày xưa, ở buôn làng nọ có đôi vợ chồng già sống trong ngôi nhà nhỏ ở cạnh bìa rừng. họ hẳn được sống yên ổn nếu như không có bầy quạ luôn đến quấy phá. hai ông bà luôn chăm chỉ cày bừa và gieo trồng rất cẩn thận, nhưng cứ mỗi khi hạt nảy mầm là lũ quạ tàn ác lại kéo đến phá phách. chưa bao giờ hai cụ thu được một vụ mùa như ý đêm đến cụ ông nằm trằn trọc trên giường và mơ thấy có con ác thú đến phá sạch nương giấy mà cụ vừa gieo trồng sáng ra cụ mệt mỏi tỉnh dậy người nhễ nhại mồ hôi sau nhiều ngày mất ngủ một hôm cụ ông nói với cụ bà bà ơi chúng ta không thể tiếp tục cuộc sống như thế này mãi được bà hãy chuẩn bị cho tôi một ít thức ăn và một ít vải vụn xanh đỏ trắng vàng. Tôi sẽ ăn mặc như một thằng bù nhìn, xem lũ quả quái quỷ ấy chúng có sợ không. Cụ bà xuống bếp làm mấy cái bánh ngô. Sau đó bà đi tìm khắp xó nhà, lôi cho ông cụ một lô vải rách đủ các màu sặc sỡ để ông cụ mặc vào người. Được, đây phải là một chú bù nhìn trông ra trò. một cái mũ màu đỏ với cái tua rua màu xanh một bộ quần áo mới với những mảnh vải đủ cỡ đủ màu và đủ hình thù lại còn một cái dây lưng nữa chứ sau khi ăn mặc một cách kỳ cục như vậy ông cụ ra đứng giữa đồng lắc lư quả thật chẳng có con chim con quạ nào dám bén mảng đến nương rẫy của cụ nữa thế là tao đã tìm ra cách để trị chúng mày rồi lũ quạ tham lam ạ à. từ giờ thì đừng hòng đến phá ruộng của tao nữa nhé ông cụ vui sướng nghĩ thầm như vậy mặt trời ngày càng lên cao và ông cụ cũng bắt đầu uể oải nhưng ông cụ tự nhủ gì thì mình cũng phải đứng đuổi bầy quạ khá lâu rồi giờ thì mình đã có thể ngồi xuống nghỉ một chút cho lại sức đã ông cụ ngồi khoanh chân ngay giữa nương rồi lấy bánh trong túi ra ăn. Nhưng vừa mới ăn được một vài miếng thì người cụ đã rũ ra rồi ngủ thiếp đi. Bất thình lình, từ trong rừng một bầy khỉ nâu ùa ra la hét ẩm ý. Chúng ngơ ngác nhìn quanh, bỗng một con khỉ hét toáng lên khi phát hiện thấy ông cụ ngồi giữa nương. Trên người đầy những mảnh vải sặc sỡ. Một con khỉ đầu đàn với tay lấy chiếc túi dốc hết bánh trong túi đó ra cả lũ lao vào tranh nhau và nhoáng một cái đã chén sạch chỗ bánh rồi một con khỉ già nhất trong bọn tiến lại gần ông cụ chăm chú nhìn cuối cùng nó nói với cả bọn chúng mày có biết đây là cái gì không đây chính là bức tượng thánh chỗ bánh mà chúng ta vừa ăn là đồ cúng của thánh đấy Thế là bọn khỉ chẳng biết sợ là gì nữa. Chúng lao đến, vuốt ve nghịch ngợm ông cụ. Cuối cùng, mấy con khỉ to, súm lại, nắm tay nhau, tạo thành một cách kiệu. Rồi những con khỉ còn lại, cẩn thận, đặt bức tượng lên đó. Tất nhiên, sự huyên náo này làm ông cụ tỉnh dậy. Cụ đã nghe lỏm được câu chuyện bầy khỉ nói về mình. Thế là trí tò mò của cụ trỗi dậy cụ muốn biết xem lũ khỉ đưa mình đi đâu và cụ nghĩ thầm. Mình sẽ ngồi im cho giống một bức tượng thật. Hắn là cụ bà sẽ ngạc nhiên vô cùng khi nghe mình kể về cuộc phiêu lưu điên rồ này do bầy khỉ tạo ra. Bọn khỉ thận trọng mang bức tượng đi đến dòng suối. Chúng loay hoay tìm một chỗ nước nông để đi qua mà không làm ướt bức tượng. Vui sướng vì có bức tượng thật đẹp cả bầy vui mừng ca hát thực ra đó chỉ là một chuỗi tạp âm hỗn độn mà chúng thể hiện khi có cuộc vui bất ngờ như thế này trong cái hang mà chúng gọi là thánh địa có một cái bệ bằng đá nhẵn thín chúng dùng để làm nơi thờ cúng bọn khỉ đặt bức tượng thánh đẹp tuyệt vời lên đó lúc thì chúng sán lại gần để nhìn lúc thì chúng chạy ra xa để ngắm có con vuốt ve bức tượng từ đầu đến chân rồi hà hê khen ngợi. Bức tượng thánh này thật tuyệt vời, một bức tượng tuyệt đẹp có một không hai. Rồi chẳng con nào bảo con nào, chúng tranh nhau tìm đồ lễ về cúng thánh. Nhoáng một cái, chúng đã trở về. Trên tay, con thì có nải chuối, con thì trùm sung, con thì mang trái dừa. Có con còn mang về một cục vàng to như hòn đá cuội tóm lại mỗi con dâng lên thánh một thứ gì đó mà chúng kiếm được buổi lễ diễn ra khá lâu và đống đồ lễ ngày càng đầy lên phải ngồi im bất động ông cụ đau ê ẩm khắp người nhưng ông cụ không muốn để bầy khỉ nhận ra mình vì sợ rằng sẽ có điều không hay xảy ra cụ cố gắng oằn mình chờ cho kết thúc mọi chuyện bầy khỉ còn ngồi lại ngắm nhìn ông thánh của chúng một lúc lâu rồi mới kéo nhau vào rừng tìm một thú vui mới khi không còn nghe thấy tiếng chí chóe của bầy khỉ nữa ông cụ mới từ từ nhấc tấm thân tê dại của mình xuống khỏi bệ ông cụ nhặt ra trong đống đồ những thứ dùng được và nhất là cục vàng to bằng hòn đá cuội cả đời cụ từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ được nhìn thấy cục vàng to đến như thế, ngay cả trong mơ cũng vậy. Rồi cụ vội vàng rời khỏi hang, vì cụ cũng chẳng muốn phải chạm chán một lần nữa với bầy khỉ. Trên đường về, qua cửa hàng vàng bạc, ông cụ bán cục vàng cho chủ hiệu lấy tiền mua cho bà cụ một chiếc vòng bạc thật đẹp và mua cho mình cùng với cụ bà mỗi người một bộ quần áo cùng nhiều đồ dùng trong nhà rồi không quên mua một hộp bánh thật ngon để hai vợ chồng thưởng thức cho bỏ những ngày đói khát nhọc nhằn. Bữa tối hôm đó, quả là một bữa tiệc thịnh soạn mà hai cụ có lần đầu tiên trong đời. Và cứ mỗi lần nghe ông cụ kể về điệu bộ của bầy khỉ lo bị ướt đuôi khi đi qua suối, là cụ bà lại lăn ra để cười. Còn ông cụ thì luôn mồm nhắc đến bài hát của bầy khỉ và kể lại sự cung kính của bầy khỉ khi đứng trước bức tượng thánh đức thánh muốn vàn kính nhiều song cuộc sống đầy đủ và những tiếng cười không ngớt đó đã khiến cho bà hàng xóm hay ghen ghét phải để ý mụ ta liền chạy sang hỏi ông bà có gì mà vui vậy vào đây đi vào chia sẻ niềm vui của chúng tôi hai cụ mời mụ ta vào nhà ăn thử loại bánh mới mua ở trên thành phố đem về. Ông bà mở tiệc ăn mừng nhân dịp gì thế? Mụ ta tái mặt đi vì ghen tị, nhưng vẫn cố gượng cười hỏi. Ông cụ kể cho mụ ta nghe cuộc phiêu lưu kỳ quặc của mình, và chỉ cho mụ ta xem, nào vòng bạc, nào quần áo mới, nào là đồ dùng vừa mua trên tỉnh về. Nghe xong câu chuyện, mụ hàng xóm liền vội vàng cáo lui rồi chạy sồng sộc vào nhà mụ đứng ngồi không yên nóng lòng chờ chồng về khi ông chồng vừa ló mặt bước vào mụ ta liền lao tới và nói ông hãy nghe đây ngày mai ông phải đóng giả làm bù nhìn rồi đi làm dãy ông có biết gã hàng xóm nghèo kiết sắc đã gặp may như thế nào không chưa thấm vào đâu ông phải mang về nhiều thứ hơn gã hàng xóm chết tiệt ấy rồi mụ thao thao bất tuyệt kể một hơi cho chồng nghe toàn bộ câu chuyện sau đó mụ vào phòng đem bộ quần áo đẹp đẽ của nhà mụ để dành bấy lâu nay xé vụn ra rồi buộc chằng chịt lên người chồng để lão chồng đóng giả làm bù nhìn giờ ông hãy nhanh chân ra dãy và ngồi chờ bầy khỉ ở đó đi lão hàng xóm đi ra đồng không phải là để đuổi lũ chim như cụ ông đã làm hôm trước lão ngồi ngay dưới bóng cây dâm mát đợi bầy khỉ đến lão phải đợi rất lâu và khi gần như ngủ gục thì chợt nghe tiếng bầy khỉ trí chóe kéo nhau ra khỏi rừng a à, ông thánh lại ngồi kia rồi hôm nay ông ta mặc không được đẹp như hôm qua nhưng cũng chẳng sao chúng ta khi ông ta về thánh địa thôi một lần nữa chúng lại nắm tay nhau thành một cái kiệu rồi cẩn thận đặt lão già tham lam lên đó thực ra lão chẳng thích thú gì những tiếng léo nhéo của lũ khỉ nhưng vì lòng tham giàu có mà lão đành phải chấp nhận tất cả khi đi đến dòng suối bầy khỉ lại bắt đầu tìm một chỗ nước nông để lội qua vừa đi chúng vừa hát chú ý nào chú ý nào hãy nhấc ông thánh lên cao lên thật cao để không ướt ông thánh nào chú ý chú ý nào chúng hét toáng lên như thế mà cũng gọi là hát sao lão hàng xóm nghĩ và cố hết sức để không bật cười nhưng khi ra đến giữa suối bầy khỉ lại gào lên chúng ta có bị ướt đuôi cũng không sao nhưng cốt là đuôi tượng thánh khô là được rồi đến lúc này lão hàng xóm không sao nhịn được cười nữa hắn cười phá lên đây không phải là bức tượng thánh đây là người già chúng ta bị lừa rồi cả bầy khỉ hét lên sợ hãi hết sức giận dữ chúng quẳng lão hàng xóm vào giữa suối rồi nháo nhác chạy biến vào rừng lão già tham lam bị dòng nước cuốn đi suýt nữa thì chết đuối may mà cuối cùng lão cũng tóm được một cành cây là là mặt nước và leo được lên bờ lão bị ướt như chuột lột và lạnh đến thấu xương và rồi đám rẻ rách quấn quanh người làm cho lão không bước đi nổi nữa thế là lão đành phải trốn trong bụi rậm đợi cho trời tối. Khi trời tối hẳn, lão mới dám tìm đường về nhà. Đến gần làng, lão chỉ lo gặp ông hàng xóm. Nếu ông ấy mà nhìn thấy mình thế này, thì chỉ có nước bỏ làng mà đi thôi. Thế rồi, lão co cẳng chạy thật nhanh. Suốt từ sáng đến giờ, mụ hàng xóm vẫn đứng chờ chồng bên hàng rào. Khi nhận ra chồng từ xa, mụ nghĩ, chắc chắn ông lão nhà mình phải kiếm được nhiều hơn lão hàng xóm. Nên mới vội vã chạy về để nói cho mình biết đây mà. Chúng ta sẽ giàu có nhất làng này. Chúng ta sẽ mua nhiều thứ đẹp hơn nhà lão hàng xóm cho lão biết mặt. Chẳng đợi chồng về đến nhà, mụ đã vội vàng cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người và lấy hết tất cả quần áo còn lại trong nhà châm lửa đốt sạch. Vừa đốt, mụ vừa lầm bẩm Ta không muốn nhìn thấy đống quần áo cũ kỹ này nữa ta sẽ mua những bộ quần áo thật sáng trọng, thật lẫm lẫy cho mọi người phải ghen tị. Nhưng lấy đâu ra những bộ quần áo sang trọng cơ chứ? Nếu như người hàng xóm không động lòng thương mà đem cho mấy bộ quần áo cũ, thì vợ chồng lão đành phải chui vào hang để sống. Chị Dương Hà rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý năm 2019 là năm kỷ hợi, tức là năm con lợn, một trong những con vật gần gũi với chúng ta. Đã có rất nhiều những câu chuyện kể về nguồn gốc ra đời của con vật hiền lành này. Mỗi câu chuyện đều có cách kể riêng và đều nêu được tính cách cơ bản của chú lợn, đó là ăn khỏe và ngủ nhiều còn trong câu chuyện hôm nay ngoài biết được nguồn gốc ra đời của con lợn thì các bé còn có điều kiện hiểu về suy nghĩ của ngọc hoàng người đã tạo ra một loài vật không thích lao động mà chỉ thích ăn và ngủ thôi câu chuyện có đôi chỗ hài hước tạo tiếng cười nhưng đằng sau tiếng cười là những suy nghĩ về tình yêu lao động biết ơn bậc sinh thành ngày xưa có một gia đình nông dân sống rất nhân hậu vợ chồng cày sâu cuốc bẫm tiết kiệm giúp đỡ người nghèo họ đã có được trâu khỏe ruộng tốt cất được năm gian nhà gỗ lim vườn cau ao cá cuộc sống tưởng thế đã thanh nhàn nhưng oái oăm thay vợ chồng lại không có một con nào vợ chồng buồn rầu lắm làng xóm chế giễu mỗi lần như thế hai vợ chồng lại tìm thầy tìm thuốc tốn kém vô kể bỗng một hôm có người mách ông bà là có con cầu tự nghĩa là phải làm một chuyện gì đó để lại công đức cho thần thánh cho người đời hai vợ chồng từ đó đêm nào cũng trằn trọc tìm việc làm công đức người chồng đề nghị còn bao nhiêu vốn liếng xây dựng một ngôi đền người vợ đồng ý và ngay ngày hôm sau ra sông mua gỗ ba tháng sau một ngôi đền uy nghi mọc giữa thôn đoài các vị thần của cải trí tuệ sức khỏe ăn chơi đã tụ tập về ai ước nguyện thế nào thì được thế ấy ông bà nọ ước ao có con lắm thần thương đã cho người con trai đẹp và khỏe mạnh. Đáng tiếc, vợ chồng người nông dân quý con quá, hóa tội. Cậu bé tên Hợi, trái ngược tính nét với người sinh ra nó. Cậu chỉ thích ngủ và chơi bời, dỗ rảnh mãi mới đến trường. Nhưng vừa ngồi xuống ghế, đã ngủ gật. Thành thử, ba năm sau, vẫn chưa viết nổi cái tên của Hợi. Về sau, hợi bỏ học, la cà trong làng, ngoài bãi, ven sông. Tệ hơn nữa là khi hợi có vợ, lại đuổi cha mẹ ra ở riêng. Mặc dù thế, ông bà vẫn sốc lòng, chiều chuộng thương con. Hôm người mẹ hấp hối, bà bảo chồng gọi hợi lại, nắm lấy tay và nói đứt quãng trong hơi thở. Cha mẹ thật ân hận, chưa lo cho con được nhiều. Này, mẹ sắp qua đời, muốn hỏi con có nguyện vọng gì để đến khi xuống suối vàng, mẹ biết mà cầu xin phù hộ cho con. Người con nói ngay, con chỉ ao ước suốt đời, không làm mà được ăn no, được ngủ, không ai quấy giày. Nói tóm lại, là được người ta hầu hạ mai táng vợ xong người chồng vào đền xin nguyện vọng đó cầu xin cho con các vị thần linh hội ý với nhau thấy thật là khó xử thật ra nếu xin của cải giàu sang trí tuệ minh mẫn sức khỏe phi thường hay ăn chơi phóng đãng thì dễ đằng này nó chỉ ước mơ tầm thường ăn no ngủ kỹ có khó một chút là bắt người ta hầu hạ khoản này vượt quá quyền hạn của các thần trong đền họ bàn với nhau tâu lên ngọc hoàng ngọc hoàng nghe xong ngoảnh lại nói với thần trí tuệ thật đáng buồn cho giống người ta sinh ra họ cốt để làm đẹp cho thiên hạ vậy mà nay có kẻ chỉ ước ao ăn ngủ lại còn muốn người ta hầu hạ nữa tệ đệ thật thần trí tuệ cúi đầu lại Bẩm thưa thượng đế, cha mẹ của hợi là người nhân đức, chính họ đã có công thờ thần linh. Nếu ta không giúp họ thì sẽ mất niềm tin ạ. À? Ngọc Hoàng thấy thần trí tuệ nói phải, nhưng như thế thì vô lý quá. Ai đời cùng loài người với nhau lại bắt người này hầu hạ người kia? bỗng ngọc hoàng reo lên ta nghĩ ra rồi thần lại đây ta bảo thần trí tuệ mặt tươi như hoa đến quỳ lại dưới chân ngọc hoàng tên hợi ước ăn no ngủ yên có người hầu hạ chứ gì ta sẽ cho làm kiếp lợn thần trí tuệ toan nói hộ cho người nông dân vài điều nữa thì ngọc hoàng đã dụ áo bảo đi ra thần buồn bã bay về làng đoài thì được tin ông lão nông dân và con trai tên Hợi đã mất cách đây nửa năm. Điều lạ là trong làng đoài mọc lên ngọn núi nhỏ có lửa, cháy chập chờn dòng chữ Ốc Thượng Thổ. Trong làng đoài, nhà ai cũng có ổ tò vò mọc chi chít trên nóc nhà. Nhà nào cũng nuôi một giống vật lạ. Mõm dài, tai lớn, bốn chân nhỏ, mình nục nạc những thịt nó không biết kêu mà chỉ biết é ép, ép giống ấy phàm ăn ăn xong thì ngủ hơi ngót dạ lại đòi ăn làm cho người làng phải bưng sách nấu nướng thật vất vả vì nguyện vọng nuôi nó chóng lớn để mau giết thịt nên người ta đặt tên là lớn tiếng này lâu ngày đọc chạy thịt lợn các bé ạ à. Các bé yêu quý, trong phần kể chuyện hôm nay, cô Hà mời các bé nghe câu chuyện Sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ qua giọng kể của nghệ sĩ ưu tú Trọng Dũng. Câu chuyện mang nhiều yếu tố ly kỳ thần thoại kể về những năm tháng xa xưa khi mới có sự xuất hiện của con người trên giải đất hình chữ S của chúng ta đấy. Hy vọng thông qua câu chuyện này các bé sẽ hiểu hơn về cụm từ con rồng, cháu tiên mà hằng ngày chúng mình vẫn được nghe ông bà và cha mẹ nhắc tới. Cách đây lâu đời lắm, ở Lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục, hiệu là Kim Dương Vương, sức khỏe tuyệt chân, lại có tài đi lại dưới nước dễ dàng như đi ở trên cạn ấy. Một hôm, Kim Dương Vương đi chơi ở Hồ Đông Đình, gặp Long Nữ là con gái Long Vương, hai người kết thành vợ chồng, và ít lâu sau thì sinh được một trai, đặt tên là Sùng Lãm. Lớn lên, Sùng Lãm khỏe lắm, một tay có thể nhấc bổng lên cao tảng đá hai người ôm. Cũng như cha, Sùng Lãm lại có tài, đi dưới nước dễ dàng như đi ở trên cạn đấy. Khi nối nghiệp cha, chàng lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lúc bấy giờ ở đất lĩnh Nam còn hoang vu lắm, không một nơi nào yên ổn cả. Lạc Long Quân mới quyết trí đi du ngoạn khắp nơi. Đến vùng bờ biển Đông Nam Lạc Long Quân gặp một con cá rất lớn. Con cá này đã sống từ lâu đời, mình dài hơn 50 triệu, đuôi như cánh buồm, miệng có thể nuốt chừng 10 người một lúc. Khi nó bơi à thì sóng nổi lên ngất trời, thuyền bè qua lại đều bị nó nhấc và lên rồi lại nhấn xuống, chìm lên chìm xuống. Người trên thuyền đều bị nó nuốt sống hết. Dân trại sợ con quái vật ấy lắm. Họ gọi nó là ngư tinh chỗ ở của ngư tinh là một cái hang lớn ăn sâu xuống đáy biển. Trên hang có một dãy núi đá cao, ngăn miền Duyên Hải ra làm hai vùng. Lạc Long Quân quyết tâm diệt loài yêu quái, trừ hại cho dân. Lạc Long Quân đóng một chiếc thuyền thật chắc và thật lớn, rèn một khối sắt có nhiều cạnh sắc, nung cho thật đỏ, rồi đem khối sắt xuống thuyền, trèo thẳng đến ngư tinh. Lạc Long Quân dơ khối sắt lên, giả như cầm một người ném vào miệng cho nó ăn ấy. Người tình há miệng đón mồi, Lạc Long Quân lao thẳng khối sắt nóng bỏng vào miệng nó. Người tình bị cháy họng, vùng lên chống cự, quật đuôi vào thuyền của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân liền rút cơm, chém ngư tình ra làm ba khúc. Khúc đầu hóa thành con chó biển. Lạc Long Quân lấy đá, ngăn biển, chặn đường, giết chết con chó biển, vứt đầu lên một hòn núi. Này hòn núi ấy gọi là núi cầu, đầu sơn. Khúc mình của ngư tinh trôi ra xứ mạn cầu nay còn gọi là cầu đầu thủy, còn khúc đuôi của ngư tinh thì lạc long quân lột lấy ra đem phủ lên một hòn đảo giữa biển. đảo ấy nay mang tên là bạch long vĩ đấy. Chửi xong nạn ngư tinh, lạc long quân đến long biên. ở đây con cáo chín đuôi sống hơn một ngàn năm đã thành tinh rồi nhé. nó trú trong một cái hang sâu ở dưới chân một hòn núi đá ở phía tây long biên. còn yêu tinh này thường hóa thành người trà trộn người trà trộn trong dân dụ bắt con gái đem về hang để hãm hại. Một vùng từ Long Biên đến núi Tàn Viên đâu đâu cũng bị yêu tinh hãm hại. Nhân dân hai miền thì lo sợ lắm. Nhiều người phải bò cả dụng vườn, nương rẫy kéo đi nơi khác làm ăn. Lạc Long Quân thương dân lắm. Một mình một gươm đến xào huyệt hồ tinh quyết tìm cách diệt trừ nó. Khi Lạc Long Quân vừa tới cửa hang, Còn yêu tinh thấy bóng người liền xông ra. Lạc Long Quân liền hóa phép làm mưa, gió, sấm sét vây chặt lấy con yêu tinh. Giao chiến luôn ba ngày, ba đêm, con yêu tinh dần dần đối sức, tìm đường tháo chạy. Lạc Long Quân đuổi theo, chém đứt đầu. Nó hiện nguyên hình là một con cáo khổng lồ, chín đuôi. Lạc Long Quân vào hang, cứu những người còn sống sót, rồi sai các loài thủy tộc dâng nước sông cái vào phá hang nước sông như thác đánh vào băng ngọn núi xoáy vào hang cáo thành những vực sâu lắm. Người đương thời gọi là đầm xác cáo đấy. Đời sau mới gọi là tây hồ. Sau khi dẹp yên nạn hồ tinh, nhân dân quanh vùng lại trở về cày cấy trên cánh đồng ven hồ và dựng nhà cửa lập xóm trên khu đất cao nhất gọi là làng hồ. Đến nay vẫn còn ở vùng Tây Hồ, Hà Nội đấy thấy dân vùng Long Biên đã được yên ổn làm ăn, lạc Long Quân đi ngược lên vùng rừng núi đến đất Phong Châu. ở vùng này có một cây cổ thụ gọi là cây chiên đàn, cây cao hàng nghìn trượng, trước kia cảnh lá sum xuê tươi tốt, che kín cả một khoảng đất rộng nhé. nhưng sau nhiều năm cây khô héo biến thành yêu tinh, nên người ta gọi là mộc tinh. còn yêu tinh này hung ác và quỷ quyệt, quyệt lạ thường lắm, vì chỗ ở của nó không nhất định khi thì ở khu rừng chỗ này Khi thì lại ở khu rừng chỗ khác Nó còn luôn luôn thay hình đổi dạng Ẩn náu khắp nơi Dồn bắt người về để ăn thịt đấy Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng kêu khóc của dân Thảm thiết lắm Lạc Long Quân quyết ra tay cứu dân Trừ diệt loài ác Lạc Long Quân phải luồn hết rừng này Đến rừng kia Và qua nhiều ngày gian khổ Mới tìm thấy chỗ ở của con yêu Chàng giao chiến với nó trăm ngày đêm làm cho cây lóng lờ, trời đất mịt mù mà vẫn không tác được nó. Cuối cùng, lạc long quân phải dùng đến những nhạc cụ như là chiêng này, trống này, khiến mộng tinh khiếp sợ và chạy về phía tây nam, sống quanh quất ở vùng đó. Người ta gọi nó là quỷ xương cuồng. Diệt xong được nạn yêu quái, lạc long quân thấy dân vùng này vẫn còn đói khổ và thiếu thốn lắm, phải lấy vỏ cây che thân này tết cỏ danh làm ổ năm này lấy lá tung lư này cây quan lang để ăn cho nó no lấy dễ gừng ăn cho nó mặn miệng bắt ba ba núi để làm mắm nên đã dạy cho dân biết cách trồng lúa nếp lấy ống tre để thổi cơm này đốn gỗ làm nhà sàn để ở này phòng chống thú dữ là long quân còn dạy dân ở cho gia cha ra con ra vợ ra chồng dân cảm ơn ân đức ấy xây cho là long quân một tòa cung điện nguy nga trên một ngọn núi cao nhé nhưng là long quân không ở mà thường về quê mẹ dưới thì phủ và dặn dân hệ có tài biến gì thì cứ gọi ta ta sẽ về ngay lúc bấy giờ có đế lai từ phương bắc đem quần trang xuống phương nam để lại đem theo cả người con gái yêu xinh đẹp của mình là âu cơ và nhiều thị nữ Thấy lĩnh nam phong cảnh tươi đẹp lại nhiều chim muông nhiều gỗ quý để lại sai dựng quân thành đắp lũy định ở lâu dài phải phục dịch rất cực khổ nhân dân chịu không nổi hướng về phía biển gọi to bố ơi sao không về cứu chúng con thế là chỉ trong trước mắt thôi nhé là long quân đã về luôn Nhân dân kể chuyện, Lạc Long Quân hóa làm một chàng rất đẹp, có hàng trăm đầy tớ teo hầu nhé, vừa đi vừa ca hát, đến thẳng chỗ ở của Đế Lai. Lạc Long Quân không thấy lấy Lai đâu cả, mà chỉ thấy có một người con gái sắc đẹp tuyệt trần và vô số nhiều nhị tỳ và binh lính. Cô gái xinh đẹp đó chính là Âu Cơ. Thấy Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú, nàng đem lòng say mê. Xin đi theo Lạc Long Quân lạc long quân đưa âu cơ về ở trong cung điện của mình ở trên núi cao để lại về không thấy con gái đâu cả lúc đó liền sai quân lính đi tìm khắp nơi hết ngày này qua ngày khác mà vẫn không thấy tâm mơ con gái mình đâu lạc long quân sai hàng vạn các ác thú ra chặn các nẻo đường xé xác bọn chúng làm cho bọn chúng khiếp sợ bỏ chạy để lại đành thu quân về phương bắc lạc long quân ở với âu cơ được ít lâu thì Âu Cơ có mang và sinh ra một bọc trứng. Sáu bảy ngày sau, bọc trứng nở thành một trăm quả trứng. Mỗi trứng nở ra một người con trai. Trăm người con trai đó lớn lên và tất cả đều xinh đẹp, khỏe mạnh và thông minh tuyệt vời. Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long Quân sống đầm ấm bên cạnh đàn con. Nhưng lòng vẫn nhớ về Thủy Phủ. Một hôm, Lạc Long Quân tự ra Âu Cơ và đàn con hóa làm một con rồng vụt bay lên mây và bay về biển cả. Âu cơ và đàn con muốn theo lạc long quân lắm, nhưng không được, buồn bã ở lại trên núi. Hết ngày này qua ngày khác, họ mỏi mắt trông chờ mà lạc long quân vẫn biệt tâm. Nhớ chồng quá, Âu cơ đứng trên ngọn núi cao hướng về biển đông lên tiếng gọi. Bố ơi, sao không về để mẹ con chúng tôi sầu khổ thế này? Lạc Long Quân trở về ngay tức khắc Âu cờ trách chồng Thiếp vốn sinh trưởng ở núi cao Độc lớn Ăn ở với chàng Sinh được trăm con Thế mà chàng nỡ lòng bỏ đi Để mẹ con thiếp sống bơ vơ khổ não quá Lạc Long Quân nói Ta là loài rồng Nàng loài tiên Khó ở với nhau được lâu Này ta đem 50 con về miền biển Còn nàng đem 50 con về núi chia nhau trị vì các nơi, kẻ ở trên núi, người xuống biển, nếu gặp sự gì nguy hiểm ấy, thì báo cho nhau, biết để mà cứu giúp nhau, đừng có quên đi nhé. Thế rồi hai người từ biệt nhau, Trăm người con trai tỏa đi các nơi và trở thành tổ tiên của người bách Việt. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu được tôn làm vua nước Văn Lang, lấy hiệu là Hùng Vương. Hùng Vương chia nước ra thành mười lăm bộ đặt tượng văn võ gọi là lạc hầu lạc tướng con trai của vua gọi là quan lang con gái vua gọi là mị nương ngôi đời đời gọi chung là danh hiệu hùng vương lạc long quân là người mở mang cõi lĩnh nam đem lại sự yên ổn cho dân vua hùng là người dựng nước truyền nối được 18 đời do sự tích lạc long quân và âu cơ nên dân tộc việt nam vẫn kể mình là con rồng cháu tiên đấy kể chuyện và hát ru cho bé kể chuyện và hát ru cho bé Chị Dương Hà rất vui khi gặp lại các bé, các bé yêu quý. Trong phần kể chuyện hôm nay chị mời các bé nghe chuyện cổ tích trung quốc tấm thảm bay qua giọng kể của cô vĩnh quyên một người phụ nữ khéo tay đã dệt lên tấm thảm đặc biệt này đấy màu vẽ và hình thức của tấm thảm đẹp đến nỗi các nàng tiên trên trời cũng muốn mượn về để học cách dệt thảm vậy các nàng tiên đã phải làm cách nào để tiếp cận với tấm thảm đặc biệt này câu trả lời sẽ có sau khi chúng mình nghe câu chuyện cổ tích này ngày xưa ngày xưa có hai mẹ con nhà nọ sống bằng nghề dệt thảm một hôm người mẹ nói con ơi mẹ muốn dệt một tấm thảm thật đẹp cho riêng nhà mình nhưng mẹ còn phải dệt thảm để đổi lấy thức ăn đã mẹ cứ làm đi để con đi săn và kiếm củi đổi lấy gạo cho chàng trai đáp từ đó ngày nào chàng trai cũng vào rừng đốn củi và săn thú để đổi lấy thức ăn còn người mẹ thì ở nhà dệt thảm ba tháng sau người mẹ dệt được một tấm thảm rất đẹp trên tấm thảm có hình mặt trăng, mặt trời này, những vì sao, có cả chim muông bay lượn, hiêu chạy trên đồng cỏ và nhiều hình người nhảy múa. Dân trong vùng rủ nhau tới xem tấm thảm. Nhưng căn nhà của hai mẹ con thì chật hẹp, mà người tới xem quá đông nên không ai nhìn rõ tấm thảm cả. Thế là hai mẹ con chàng trai đem treo tấm thảm ra sân để mọi người cùng nhìn rõ bỗng một cơn gió mạnh thổi tới và cuốn tấm thảm bay đi. Bị mất tấm thảm, bà mẹ rất buồn giàu. Chàng trai an ủi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, con sẽ đi tìm tấm thảm về cho mẹ. Ngày hôm sau, chàng trai tạm biệt mẹ để lên đường. Chàng đem theo một chiếc dìu, một bộ cung tên, một quả bầu khô đựng nước và một ít thức ăn chàng đi về phía tấm thảm bay, qua nhiều làng mạc cho đến lúc chàng thấy một ngọn núi cao chắn trước mặt. chàng gặp một cụ già và hỏi đường lên núi. cụ già nói: cháu muốn lên núi thì hãy đi theo con đường mòn kia. nhưng ta đã tám mươi tuổi rồi mà chưa thấy ai trèo qua được ngọn núi này cả. trên núi có một con hổ hung dữ lắm đấy cháu ạ. À. chàng trai đi theo con đường mòn càng lên cao, đường đi càng khó. Có nhiều đoạn đường cây cối mọc ôm tùm chắn lối. Chàng phải dùng chiếc rìu phá những bụi rậm để lấy lối đi. Khi tới lưng chừng núi, chàng ngồi nghỉ chân bên một dòng suối nhỏ. Bỗng một con hổ lao về phía chàng. Chàng trai vội trèo lên một cây cao và dương cung nhằm bắn con hổ. Con hổ hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Khi vượt qua ngọn núi thứ nhất, chàng trai liền trông thấy một ngọn núi thứ hai còn cao hơn cả ngọn núi thứ nhất nữa. Chàng lại gặp một cụ già và hỏi thăm đường lên núi. Cụ đáp: "Chàng trai ạ... À, ta đã 90 tuổi rồi nhưng chưa thấy ai trèo qua được ngọn núi này. Trên núi có một con rắn độc rất đáng sợ cháu ạ." À. Nói rồi, cụ già chỉ đường lên núi và đưa cho chàng trai một lọ thuốc khi lên tới đỉnh núi chàng ngồi nghỉ chân bên một gốc cây bỗng một con rắn lớn trườn tới và cuốn chặt chân chàng chàng nhanh tay vẩy lọ thuốc lên đầu con rắn thế là con rắn lăn ra ngủ nhờ vậy chàng đã vượt qua ngọn núi một cách an toàn chàng trai tiếp tục đi về phía tấm thảm bay và tới một bờ biển rộng. Chàng hỏi thăm những người dân trài sống ven biển. Họ kể rằng, ở giữa biển có một ngọn núi rất cao. Cách đây không lâu, một tấm thảm đẹp như màu sắc đã bay về phía ngọn núi đó. Dân làng cũng giúp chàng trai làm một chiếc thuyền vững chắc, có thể vượt qua những con sóng dữ dội nhất để ra tận ngọn núi cao giữa biển khơi. Khi chiếc thuyền được làm xong, chàng trai rong buồm ra khơi, tất cả những người dân trài đều ra tiễn chàng. Khi thuyền ra khơi xa, bất chợt gió mạnh thổi tới, biển nổi sóng dữ dội. Chàng trai dũng cảm tìm mọi cách trèo trống để không bị sóng biển nhấn chìm. Chàng trèo thuyền đi tiếp và trông thấy ngọn núi ở phía xa. Bỗng một con cá mập khổng lồ lao tới, chàng trai không một chút run sợ bổ mạnh chiếc rìu vào đầu cá mập con cá mập bị đau quá vội lặn sâu xuống đáy biển tới chân núi chàng trai neo thuyền vào một tảng đá rồi tìm cách trèo lên núi các bé có biết không vì núi rất dốc cho nên chàng phải bám vào những rễ cây to trên sườn núi để trèo lên đấy lên đến đỉnh núi chàng nhìn thấy một ngôi đền rất đẹp chàng hăm hở đi về phía ngôi đền. Khi tới gần ngôi đền, chàng trai ghé mắt qua khe cổng và nhìn thấy tấm thảm của mẹ chàng treo giữa sân. Cạnh đó là bốn nàng tiên xinh đẹp đang ngồi diệt thảm. Chàng gọi cửa nhưng bốn nàng tiên mải diệt thảm không nghe thấy gì cả. Chàng bày ngắt một chiếc lá, cuộn lại và thổi một điệu nhạc du dương. Nghe thấy tiếng sáo, bốn nàng tiên ngừng tay dệt nàng tiên trẻ nhất ra mở cổng chàng trai bước vào sân và hỏi vì sao các nàng lấy tấm thảm của mẹ tôi một nàng tiên đáp mẹ chàng đã dệt nên tấm thảm đẹp nhất trần gian chúng tôi muốn mượn và tập dệt theo tấm thảm đó thôi mà thế rồi các nàng tiên mời chàng ở lại chơi chờ cho đến khi họ dệt xong tấm thảm của họ khi dệt xong tấm thảm, các nàng tiên trải tấm thảm của mẹ chàng trai lên mặt đất và nói Mời chàng ngồi lên trên tấm thảm này để chúng tôi đưa chàng trở về quê hương. Thế rồi, bốn nàng tiên nhấc bốn góc tấm thảm và bay lên bầu trời. Bốn nàng tiên đỡ tấm thảm bay qua sông biển núi non rồi hạ xuống sân nhà chàng trai. Bốn nàng tiên xin lỗi bà mẹ vì đã mượn tấm thảm mà không xin phép. Sau đó, Họ cảm ơn và chào tạm biệt hai mẹ con chàng trai rồi bay về ngôi đền trên ngọn núi giữa biển khơi. Từ đó, bà mẹ truyền cách dệt thảm cho những người trong vùng và họ đã dệt nên rất nhiều tấm thảm đẹp khác. Xin chào các cô bé, cậu bé đáng yêu, các bé yêu quý, trong phần kể chuyện hôm nay mời các bé nghe câu chuyện ngôi nhà của thỏ béo của tác giả mị gia hân có một chú thỏ rất đáng yêu chú ta đang muốn tạo dựng lên một ngôi nhà của riêng mình bằng cách tìm nhặt những tấm gỗ chắc chắn rồi thỏ tô tô vẽ vẽ màu sắc lên đó trong quá trình làm thỏ đã được cô chuột đồng chị họa mi và mèo bé giúp đỡ câu chuyện có nhiều chi tiết hóm hỉnh hài hước mang lại tiếng cười hồn nhiên cho các bé đấy. Nào, chúng mình cùng ngồi ngoan để thưởng thức câu chuyện thú vị về các con vật này nhé. Các bé có biết không, vào một ngày, thỏ béo chui ra khỏi cái hốc nhỏ gần đường làng hạnh phúc, tay cầm búa, tay cầm đinh cùng vài thùng sơn nhỏ, thỏ béo hăng hái Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, mình nhất định sẽ hoàn thành ngôi nhà mơ ước. Đó là ngôi nhà đang xây giờ ở đầu làng hạnh phúc. mái nhà vẫn chưa được lợp, tường chưa được tô sơn, cửa chính và khung cửa sổ vẫn chưa được ráp vào. Thỏ béo bắt tay vào công việc. Thỏ béo đẽo những thân gỗ to thành những mảng hình chữ nhật vuông vức để dựng mái nhà. Cậu rất yêu quý ngôi nhà nên làm việc bằng cả lòng hăng say thỏ béo xếp những mảnh gỗ trồng lên nhau theo hình ngói tam giác sau đó cố định lại bằng đinh cậu tiếp tục dùng sơn vẽ lên đó một mặt trời tròn xoe màu đỏ xong xuôi thỏ béo nhảy xuống đất lắc lắc cái đầu mà ngắm nghía cậu thấy không vui lắm ừm có gì đó không ổn mái nhà này đơn điệu quá phải rồi nếu nó là hình tròn thì thú vị hơn rất nhiều thỏ béo lại đục đục gõ gõ xếp gỗ thành hình tròn bào mòn các phần nhọn thỏ béo lại nhảy xuống đất mái tròn mặt trời đỏ trói uhm, những hình ảnh làm mình cảm thấy ấm áp một mái nhà thật tuyệt vừa lúc đó cô chuột đồng đi ngang qua chợt cô đưa tay lên miệng thẳng thốt ôi không thỏ béo mái nhà và mặt trời của cháu không đúng chút nào mái nhà phải hình tam giác nhọn và nhìn cái mặt trời kia nó phải màu cam chứ. Thỏ béo mỉm cười. Cháu cảm ơn ý kiến của cô. Nhưng đây là ngôi nhà mỡ của cháu. Cháu thích nó lắm ạ. Ừ. Tốt thôi. Dù sao đây cũng là nhà của cháu mà. Cô chuột đồng nói rồi bỏ đi. Thỏ béo lại tiếp tục làm việc. Cậu làm một khung cửa sổ hình tam giác và tô điểm bằng rất nhiều màu sắc. Màu cam, màu xanh, màu hồng, màu đỏ. Chúng làm thỏ béo cảm thấy rất là vui vẻ một khung cửa sổ tuyệt vời. Vừa lúc đó, chị Họa Mi bay ngang qua. Chị thấy, nhìn thấy ngôi nhà hạnh phúc của thỏ béo. Chị thẳng thốt, quây cánh che miệng. Không, 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 thỏ béo. Ừ, khung cửa sổ nhà em trông thật tệ. Nó phải là hình chữ nhật chứ. Và nhìn màu sắc kìa, thật quá loè loẹt. Hãy tô lại nó đi. Thỏ béo vẫn mỉm cười. Cảm ơn chị Họa Mi Hồng đã góp ý. Nhưng đây là khung cửa sổ mơ ước của em ạ. À. Em rất thích nó. Ừ. Được thôi, dù sao đây cũng là nhà của em. Thế rồi, chị Họa Mi Hồng bay đi, thỏ béo tiếp tục công việc. Cậu bắt đầu pha sơn tường màu biển xanh lá. Cậu vẽ tường như biển khơi màu xanh lá cây với những ngọn sóng lăn tăn. Màu tường này khiến cậu cảm thấy tràn trề hy vọng vào cuộc sống. Thỏ béo lòng mồ hôi trên chán và thích thú nhảy tưng tưng. Vừa lúc đấy, mèo bé dạo chơi ngang qua. Cô bạn che cái quạt, cầm tay lên miệng, thảng thốt. Ui ui ui, thỏ béo, biển gì mà lại màu xanh lá cây? Trông nó thật là kỳ dị. Biển là phải màu xanh dương, không phải là xanh lá cây. Hãy sơn lại nó đi. Thỏ béo vẫn lại cười. Cảm ơn mèo bé đã góp ý. Nhưng đây là tường nhà mơ ước của tớ. Tớ thích nó rất nhiều. Ồ không? Ừ. Thôi, không sao. Dù sao, đây cũng là nhà của cậu mà. Thế rồi, mèo bé tiếp tục cuộc dạo chơi và thỏ béo lại tiếp tục công việc. Chỉ còn mỗi cửa nhà, thỏ béo loay hoay không biết sơn tô thế nào. Anh gấu mèo bảo cậu hãy vẽ mặt trời đỏ vào cánh cửa cho đồng điệu mái nhà. Chị sóc nâu lại khoát tay khuyên hãy tô đủ màu giống khung cửa sổ sẽ rất đẹp bác rùa già lại phản bác cho rằng màu xanh lá như tường sẽ đẹp hơn thỏ béo băn khoăn suy nghĩ thật lâu cậu chẳng biết nên lựa chọn ý kiến của ai mà bản thân cũng không có ý tưởng nào thế là cậu thỏ béo tình nghịch trộn lẫn các ý tưởng của mọi người lại cánh cửa nhà mơ ước của thỏ béo có mặt trời đỏ chói mảng thì điểm đủ sắc màu mảng thì bao la biển xanh lá sóng lan tăn trắng xong rồi thỏ béo đã hoàn thành nhà mới với mái ngói tròn, mặt trời đỏ trói lạm mắt, khung cửa sổ sặc sỡ, màu tường biển xanh lá kỳ dị và cánh cửa nhà được tô từ ý tưởng của các cô chú hàng xóm. thỏ béo nhìn căn nhà mơ ước với nụ cười toe toét. Oh, 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 oh. ngôi nhà của mình thật là tuyệt vời, mình rất thích rất thích nhà của mình. Các bé yêu quý có biết không, bạn bè hàng xóm và cả họ hàng của thỏ béo ai nấy đều rất kinh ngạc trước nhà mới của cậu. Nó thật sự khác lạ, nhưng sau đó họ cảm thấy ngôi nhà này rất đáng yêu và độc đáo. Hơn hẳn những ngôi nhà giống nhau trong làng hạnh phúc. Wow, thỏ béo, ngôi nhà của cậu thật là đẹp và độc đáo. Nhà kiến xanh trầm trồ, mái ngói tròn, cả mặt trời đỏ trói nữa kìa, thật là kỳ diệu. Cáo tuyết ve về cái đuôi nhỏ, biển màu xanh lá nha, khung cửa sổ loe loẹt, nhà muối của cậu thật là thú vị đấy, thỏ béo ạ. À. Lợn rừng bộc bạch. Thỏ béo luôn tin tưởng vào thứ mình mong muốn ở ngôi nhà, tin vào lựa chọn của bản thân, tận dụng ý kiến và sự đóng góp của mọi người để xây nên ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình.

chỉ cho có tiếng bước chân bà về cháu lại được nằm ông trăng bơi dưới dòng à, sông chín tầng mây cũng bành bồng trôi theo em đưa rất nhẹ mà anh treo chỉ lo chẳng vỡ làm nghèo đêm thu, à, à, à ơi à à, à. phần đồng quê nương theo cánh gió bay về nơi ở đâu có về phía cánh đồng sâu

đất trời đang buổi bâng khuâng còn em tuổi mới ở ngang vầng trăng non ước mơ đang đến độ tròn muôn tung bay giữa núi non quê nhà à, à, à. À, 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 ơi chợt thương làm lũ bóng cha chợt thương dáng mẹ đồng xa tạo tân Em thêm một tuổi trong ngân Càng thương cha mẹ Tháng năm dài giàu À chiều trong ngà xanh vầng trăng đầy nước long lanh hoàng hôn buông xuống mơ lời du của mẹ ở à, 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 à. trong à, 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 à. tim bờ đê cỏ ngủ lim dim có con trâu mộng nằm im mép mà hồ à, à, à ừ. cây thị đến ở vườn ta cầu xin cô tâm ở sinh ra với đời đêm rằm tiếng mẹ à ơi mùa thu quả thị à. À, lại rơi xuống à, à, vườn về quê mong ước luôn luôn tuổi thơ trong sáng ở à, à, cội nguồn thăm à. những đêm thành phố lo âu bóng điện